Trong Kinh Thánh có đoạn Môsê giải phóng dân Do Thái khỏi ách nô lệ của Ai Cập. Họ đã trải qua 40 năm trong sa mạc để tìm miền đất hứa. Khi ấy, thức ăn trở thành vấn đề hàng đầu của người Do Thái. Người Do Thái than trách với Môsê: phải chi chúng tôi chết bởi tay Thiên Chúa trên đất Ai Cập khi còn ngồi bên nồi thịt và ăn bánh thỏa thuê. Giờ các ông đưa chúng tôi ra khỏi đó mà vào sa mạc khô cằn này, để rồi sớm muộn sẽ phải chết đói ở đây. Thiên Chúa nghe thấy liền phán với Môsê rằng Ngài sẽ ban thức ăn từ trời rơi xuống, nhưng người dân chỉ được ngày nào lấy ngày ấy. Riêng thứ sáu sẽ có gấp đôi để ăn vào thứ bảy, ngày nghỉ ngơi của Thiên Chúa. Tuy nhiên, một số người đã không nghe lời họ để dành bánh cho đến hôm sau. Kết quả bánh bị dòi bọ và bốc mùi hôi thối. Người dân đặt tên cho bánh là Manna. Con dân Israel đã ăn Manna trong suốt 40 năm cho đến khi tới được ranh giới đất Canaan. Đến nay chúng ta vẫn không ai biết Manna cụ thể là gì. Nó được mô tả giống như hạt ngò, màu trắng và mùi vị tựa bánh tráng tẩm mật ong.